Ban nhạc One Direction được tạo thành bất tử tại Badabtussos, tin từ London. Họ nổi tiếng gần như qua đêm, nhưng nhóm nhạc nam chiếm đầu bảng danh sách âm nhạc One Direction đã tạo được thành công bất tử trong hình thức của những bức tượng sáp. Sau khi Madame Tussauds cho ra mắt những bức tượng này tại London, trước khán giả la hét nhiệt tình cùng với các thành viên của giới truyền thông, như thể họ đang thực sự có mặt tại đây. Khoảng 50 khán giả đã là người đầu tiên được nhìn thấy Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan và Louis Tomlinson. Ruby và Lisa, cả hai đều 15 tuổi, đã là hai trong số người đầu tiên đến gần với những bức tượng sáp. Họ cẩn thận hôn lên má của những thành viên ban nhạc, đặc biệt là thành viên Harry Styles. Mỗi bức tượng sáp của ban nhạc được làm với tổng phí là khoảng 230.000 Mỹ Kim, liên quan bởi một đội ngũ của 40 người trong nhiều lĩnh vực chuyên môn làm việc trong 4 tháng. Những thí sinh bán kết của X Factor đã có bài hát đơn nằm ở 3, đã có bài nhạc đơn thứ 3 nằm ở hạng số 1 với bài nhạc hòa âm của Blondie tựa đề là One Way or Another, một nhạc phẩm phát hành nhằm để gây quỹ cho British Charity Comic Relief. Nhóm nhạc 5 thành viên đã có 6 bài nhạc đơn nằm ở trên đầu bảng chỉ trong thời gian không tới 18 tháng. Những bức tượng sáp của One Direction sẽ được trưng bày tại Madame Tussauds ở London cho tới ngày 11 tháng 7 và sau đó sẽ đi tới Madame Tussauds ở New York từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 11 tháng 10 trước khi được dời đến Úc cho một cuộc triển lãm từ giữa ngày 24 tháng 10 qua tới ngày 28 tháng 1 năm 2014.